Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới và khai trương máy rút gửi tiền tự động Autobank CDM. Trụ sở làm việc mới Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, tọa lạc tại số 68 đường Hùng Dương, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, quy mô gồm 3 tầng, trong không gian rộng hơn 3.000 m2. Tại lễ khánh thành, Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp khai trương máy Autobank CDM, mô hình ngân hàng 100% tự động, hoạt động 24/7, cho phép khách hàng không cần đến quầy giao dịch mà có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng như gửi tiền vào tài khoản, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn. Dịp này, Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp phối hợp với công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ cho tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp, góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.